Mai chủ nhật mới bắt ngoài đấy ông tránh cuộc cái gì vậy? Nhìn có vẻ như biết việc ấy, còn 8 cái bên kia cứ thế mà làm. Vô dành dành việc ấy, lấy thật đấy chứ. Vô mà có tâm. Phải có tâm thôi. Mới mùa làm mẹ sao mày ra thằng nào thằng ăn cơm không.